chị Ngân ơi, chị cách chị mụn lưng ngực đi chị. Trời ơi, tưởng cái gì khó, mấy cái này đã có chị lo. Hôm nay chị sẽ dẫn mấy em tới CC Beauty để chị mụn lưng ngực tay chân body mạch có đủ nha mọi người ơi. Trong lúc chờ đợi thì Ngân sẽ cho mọi người coi sơ qua không gian của spa. Trời ơi, hoa thì siêu dễ thương, những sản phẩm thì siêu xịn sò, tông màu spa thì ngọt ngào dễ thương màu hồng nè. Như đã hứa mọi người bao lâu nay thì hôm nay Ngân sẽ chia sẻ cho mọi người cách để mà Ngân diện những bộ cánh hở lưng mà vẫn rất là tự tin. Thì hôm nay Ngân sẽ quay những cái phương pháp mà trị mụn lưng nha mọi người ơi. Hãy theo chân Ngân thôi nào. Như mọi người đã thấy thì đâu đó cũng là một cái tông màu hồng siêu của xe dễ thương ngọt ngào nè. Và bây giờ để Ngân thay đồ một cái rồi bắt đầu ra chia sẻ tiếp những phương pháp tiếp theo nha. Ủa là la, trời ơi, thay đồ xong mà tưởng như mình sắp đi show Victoria's Secret đó mọi người ơi, thấy đẹp chưa? Và bây giờ Ngân đang di chuyển vô phòng để chuẩn bị lên dĩa cho mọi người coi nè. Sợ quá đi. Nói gì thì nói chứ tim nào màu hường bánh bèo thì cũng sẽ rất là thích cái spa này giống Ngân nha. Trời ơi, lo nó lo quay quá, có ai đi nặng mụn mà đi nằm ngửa lên như mình chứ, phải nằm úp lại chứ, trời ơi khùng quá là khùng luôn. Nữa nè, đó đó, con mẹ đang nằm trên dĩa. Ok, và bây giờ bác sĩ Báo Hồng đã tới chuẩn bị mổ xẻ mình đây mọi người ơi. Trước khi mổ thì cũng phải chùm cho mình một cái bao màu hồng để mà tóc mình đẹp nữa mọi người. Và bây giờ bác sĩ Báo Hồng đang bắt đầu tiến hành những cái bước vệ sinh lưng cho mình. Thì da mạch như thế nào, da lưng cũng phải chăm sóc kỹ như vậy nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ là rửa mạch nào bằng sữa rửa mạch, tẩy tế bào chết tất cả mọi thứ nè. Như mọi người đã biết thì thời tiết Sài Gòn đang rất là nóng nực và mụn thì nó sẽ không chừa một ai đó, mọi người thấy chưa? Sau những cái bước nặng mụn tê tái thì bây giờ bác sĩ Báo Hồng đang ủ đèn cho mình để làm lành những cái vết thương hở do mụn nè mọi người đó. Tiếp theo đó thì sẽ đắp mạch nạ lưng cho mình. Ngân nói rồi, da mạch như thế nào, da lưng các bạn cũng phải chăm sóc kỹ như vậy thì mới đẹp được giống da mạch nha mọi người. Bingo, đắp mạch nạ lưng xong rồi thì bây giờ tháo ra thôi đó, đẹp chưa, đã không còn đỏ nữa rồi mọi người ơi, vui quá nè. Tiếp theo đó là cũng không được bỏ qua cái bước dưỡng da lưng nha mọi người, để lưng được láng mịn và đều màu nữa nè mọi người đó. Mọi người thấy không, chỉ Ngân chăm sóc da mạch mà còn da lưng cũng vẫn rất là kỹ cho nên mọi người mới thấy được thành quả ngày hôm nay nè. Và ta da, đã xong rồi, đi lên thay đồ hơn mọi người ơi. Ok, thay đồ xong thì mình làm gì, phải đi xuống tính tiền nữa đó mọi người, không là không có ai cho mình về đâu nha. Trong lúc chờ đợi thì sẽ có một chị nhân viên ra hỏi thăm take care cho mình nè, để xem mình có hài lòng với dịch vụ ở đây chưa, có cần cải thiện gì không. Không biết mọi người cảm thấy như thế nào chứ Ngân thì cảm thấy rất là hài lòng với dịch vụ ở đây nha. Trời ơi, mọi người cứ nhìn cái bờ lưng của Ngân đi là biết liền cái gì đó, chỉ cần kiểm tra lưng của Ngân nè. Ngày xưa đi bác sĩ bị chích xong là sẽ được cho kẹp cho bánh, còn bây giờ đi spa nặng mụn xong thì sẽ còn được có quà nữa nè mọi người. Trời, chắc không ai sung sướng được như mình nữa đâu, mấy chị dễ thương quá cho nên ở lại chụp hình chung với mọi người nè. Và bây giờ Ngân sẽ xách cái hộp quà to bự này về thôi. Trời ơi, mọi người nhìn cái mặt cho nó hớn ra kìa đó. Út chứ cha, nãy giờ lo review mà quên mất nói cho mọi người địa chỉ. Ở đây là CC Beauty 29/9 Nguyễn Bỉnh Khiêm quận nhất nha mọi người ơi. Đó, mọi người thấy được tầm quan trọng của việc chăm sóc da lưng cho nè, là để diện những bộ cánh hở như vậy mà vẫn luôn cảm thấy tự tin. Và bye bye mọi người, Ngân đã lên xe về thôi, hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye.